Kính thưa quý vị, trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 thì văn hóa ẩm thực được xem như một chiến lược vô cùng quan trọng, không chỉ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh du lịch của Việt Nam mà còn góp phần khẳng định thương hiệu du lịch Việt. Và đồng thời, chúng ta cũng đặt ra hai yêu cầu: làm sao để hội nhập với thế giới nhưng vẫn giữ được những bản sắc, những nét độc đáo, tinh tế riêng của văn hóa ẩm thực Việt Nam. Và đây cũng chính là nội dung mà Tiêu điểm du lịch kỳ này muốn gửi đến quý vị. Và cùng trò chuyện với Lan Nhi kỳ này xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Khánh, là Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Xin được trân trọng giới thiệu ông Cao Siêu Lực, là Tổng Giám đốc của ABC Packery, đồng thời cũng là Chủ tịch Liên chi hội Bánh Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu ông Phạm Xuân Vương, là Chủ tịch của Hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn. Xin được cảm ơn quý vị khách mời đã dành thời gian đến với buổi trò chuyện ngày hôm nay. Đầu tiên, Lan Nhi xin phép được trao đổi với bà Nguyễn Thị Khánh. Thưa bà, chúng ta xác định văn hóa ẩm thực Việt là một chiến lược vô cùng quan trọng, giúp chúng ta nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời là khẳng định thương hiệu du lịch của Việt Nam. Vậy điều này có ý nghĩa cụ thể như thế nào? Và trong thời gian sắp tới, chúng ta sẽ có những chiến lược, kế hoạch tổ chức ra làm sao ạ? Cảm ơn câu hỏi của Lan Nhi. Như chúng ta đã biết thì ẩm thực hiện nay là lợi thế của Việt Nam. Chính vì vậy mà việc khai thác cái ẩm thực để phục vụ cho du lịch, điều đó là điều tất yếu. Bởi vì ẩm thực của chúng ta vô cùng phong phú, từ tài nguyên thiên nhiên, rồi là ẩm thực nguồn nguyên liệu và các cái loại gia vị. Thì phải nói ở trong từng ngóc ngách, từng địa phương đều có những cái món hấp dẫn để chúng ta khai thác, để giới thiệu cho khách. Thì trước đây ví dụ như ở những nơi xa xôi thì những cái nguyên liệu người ta chưa biết đến. Khi mà tài năng của các cái đầu bếp được thể hiện, các đầu bếp đã sáng tạo ra những món ăn, thì tự nhiên những cái nguồn nguyên liệu đó, những cái gia vị đó nó trở thành quý. Và như vậy thì tạo công ăn việc làm cho người địa phương, người ta sản xuất và người ta cung cấp những cái đó. Thì đó là những cái mà góp phần cho phát triển kinh tế và tạo công ăn việc làm cho người lao động. Thưa bà, chúng ta có thể thấy là trên thế giới hiện nay, việc phát triển ẩm thực đường phố đang là một xu thế, một xu hướng vô cùng thịnh hành. Và ở Việt Nam của chúng ta cần phải tổ chức và thay đổi như thế nào để ẩm thực ở đường phố của Việt Nam của chúng ta có thể bắt nhịp với xu thế của thế giới này ạ? Phải nói rằng cái ẩm thực đường phố hiện là đang là xu thế. Và cái suy nghĩ của những người làm ẩm thực Việt Nam đó, làm sao đưa ẩm thực truyền thống lên cái ẩm thực đường phố. Đó là những cái mà chúng tôi luôn đặt hàng, và đầu bếp cũng cần sự sáng tạo để biến những cái món ăn thường là nó ở trên bàn ăn thì bây giờ nó biến thành là ẩm thực đường phố. Đó là những cái thành quả mà lâu nay là chúng tôi cũng đặt vấn đề và đang có cái xu thế để phát triển. Cho nên ẩm thực đường phố của Việt Nam không có phải không có giống nơi nào, là nó là thể hiện cái văn hóa ẩm thực truyền thống của Việt Nam trên cái nền của ẩm thực đường phố. Cái tiêu chí của chúng tôi, Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn Phát triển ẩm thực và Hội Đầu bếp của chúng tôi thì sẽ tới đây sẽ có những cái chuyên đề nghiên cứu để đưa cái ẩm thực truyền thống, tạo cho nó có cái sự phong phú và hấp dẫn trên cái nền của ẩm thực đường phố. Thì đó là những cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng trong tương lai gần thì nó sẽ góp phần làm phong phú cho ẩm thực đường phố và cái riêng có của Việt Nam. Xin được cảm ơn những lời chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Khánh. Và ngồi kế Lan Nhi đây là ông Cao Siêu Lực, là Tổng Giám đốc của ABC Packery. Có thể nói khi nhắc đến ẩm thực của Việt Nam thì chúng ta không thể nào không nhắc đến bánh mì, đúng không ạ? Và gần đây nhất trong lễ hội rạng danh văn hóa Việt vừa được tổ chức thì Liên chi hội bánh của Việt Nam cũng đã được thành lập. Ông có thể chia sẻ về việc chúng ta có liên chi hội này thì mở ra những cái cơ hội như thế nào cho bánh của Việt Nam chúng ta? Chi hội bánh này hoạt động như thế nào? Cái thứ nhất là tôi muốn làm thành cái phần kết nối tất cả các phần các thợ thầy để mà thế hệ trẻ yêu thích cái ngành nghề này, thì đưa về một cái hoạt động chung, sinh hoạt chung, chia sẻ kinh nghiệm chung, rồi hiểu biết cái phần đó là còn học tập thêm nhiều hơn nữa, lấy cái phần thành tích của mình đi thi đấu ở quốc tế, ở nước ngoài. Bây giờ hiện nay có nguyện vọng mơ ước của tôi, tin tưởng là thế hệ 2 còn hay hơn thế hệ 1 của tôi nữa. Thành ra tôi rất là nguyện vọng có hiệp hội này thành lập xong xuôi rồi sẽ chiêu tập được nhiều các hội viên, nhiều các phần thế hệ 2 để mà say mê về cái nghề nghiệp này.
Xin được cảm ơn ông ạ. Vậy thì cụ thể trong tương lai chúng ta sẽ có những cái kế hoạch, những cái chương trình và dự án như thế nào của Liên Chi Hội Bánh Việt Nam ạ? Liên Chi Hội Bánh thành lập xong xuôi thì tôi sẽ liên hệ bên nước ngoài, như là mình dân dự quốc tế rồi, như là rất là nói chi kết với, liên kết với các Hàn Quốc, Châu Âu, hoặc Đài Loan, Singapore này kia, toàn bộ có một cái kết nối lẫn nhau. Mình mời bên thầy và bên Việt Nam thì hướng dẫn làm demo cho Việt Nam của mình, cho Việt Nam của mình tiếp thu nhiều cái phần công nghệ mới, tiếp thu nhiều cái kỹ thuật và chia sẻ cái phần kinh doanh như thế nào, làm cái cách làm bánh như thế nào gì đó. Và sau đó sẵn sàng mình đi tiếp thu được xong xuôi. Quan trọng nhất cũng cho các em có một cái chân để mà có cái nghề nghiệp. Xin được cảm ơn những lời chia sẻ vừa rồi của ông Cao Siêu Lực. Lan Chi xin phép được có một vài câu hỏi đặt ra cho ông Phạm Sư Vương ạ. Là một người đã tham gia rất là nhiều hội thi, cuộc thi đầu bếp lớn trên thế giới, thì cá nhân ông nhận thấy là làm sao để ẩm thực của Việt Nam chúng ta có thể hội nhập với thế giới nhưng đồng thời vẫn giữ được những nét tinh tế và độc đáo riêng ạ? Tôi nghĩ bây giờ chính là cái thời điểm chín mùi để cho cái ẩm thực Việt Nam của chúng ta phát triển, và cũng như là đưa cái sản vật cũng như là cái ẩm thực Việt Nam ra thế giới. Về những cái gia vị của Việt Nam của mình thì Vương thấy là nó rất là phong phú. Những năm gần đây thì Hội Đầu Bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn kết hợp với lại Hiệp hội Du lịch đã xúc tiến với các cái tỉnh để mà làm những cái chương trình sáng lập kỷ lục cho những cái món ăn của vùng miền. Thì khi Vương đến những cái khu vực đó thì là Vương thấy được là thực ra cái nguồn gia vị, sản vật của Việt Nam của mình nó phong phú lắm. Những cái loại món ăn của mình, những cái nguyên liệu cây, thực vật nó cũng rất là phong phú. Kể cả là người nước ngoài họ chưa chắc biết được những cái loại thực phẩm đó. Tuy nhiên làm thế nào để cho khách quốc tế cũng như là người địa phương của chúng ta có thể phát triển được những cái nguồn gia vị đó là một cái vấn đề thật sự là chúng ta phải giải quyết. Như là nước mắm chẳng hạn. Thì nước mắm là một trong những cái gia vị truyền thống của Việt Nam của mình rồi, ai cũng rất là quen. Tuy nhiên mà khi mà mình ra quốc tế mình giới thiệu cái nước mắm thì không phải ai cũng ăn được. Cái mùi vị nó rất là đặc trưng. Nên là khi chúng tôi đi thi, chúng tôi cũng hướng đến các bạn dùng cái nước mắm đó để mà chia sẻ với cộng đồng quốc tế bằng cách là chúng ta thay đổi cái kết cấu, có nghĩa là mình dùng nước mắm kết hợp với những cái loại gia vị, những cái loại thậm chí là trái cây để mà tạo lên một cái hương vị mới cho nước mắm của chúng ta. Nó không quá đậm đà theo cái kiểu của Việt Nam chúng ta, mà nó thanh nhẹ cũng như là kết hợp được những cái vị giác vừa mặn và có chua có ngọt trong đó để hài hòa khẩu vị. Thì cái đó là những cái bước chúng tôi bắt buộc phải làm và tạo cho các bạn nhiều cái cơ hội. Tuy nhiên để mà làm được những cái chuyện đó thì là phải đòi hỏi rất là nhiều thời gian để chúng tôi nghiên cứu cũng như là tạo ra những cái cuộc thi để các bạn cùng chúng tôi tham gia cũng như là nghiên cứu và sáng tạo ra những cái gia vị đó. Xin được cảm ơn những lời chia sẻ vừa rồi của ông Phạm Xuân Vương. Lan Nhi có thêm một thắc mắc muốn được đặt ra cho ông. Đó chính là việc mà chúng ta giao lưu kết nối văn hóa ẩm thực giữa các địa phương của Chi hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn thời gian qua như thế nào? Và trong thời gian sắp tới thì chúng ta có những cái kế hoạch kết nối văn hóa ẩm thực ra làm sao ạ? Hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn cảm thấy rất là may mắn khi cùng với lại các cái nền ẩm thực địa phương kết hợp cũng như là kết nối tạo nên những cái giá trị sản phẩm đặc sản cho các cái địa phương đó. Hầu như chúng tôi đi đến đâu cũng mang đến cho những cái địa phương đó cái sự trải nghiệm thú vị. Ngoài ra thì cái kế hoạch hoạt động của chúng tôi sắp tới để mà quảng bá cũng như là đưa cái ẩm thực Việt Nam của mình ra thế giới là năm sau chúng tôi có một cái dự án rất là quan trọng và cũng rất là lớn. Tôi rất là ấp ủ lâu và cũng mong muốn có thể làm được cái chuyện đó. Có nghĩa là chúng tôi phối hợp với lại Hiệp hội Du lịch của thành phố Hồ Chí Minh cũng như là Hiệp hội Du lịch của các cái tỉnh thành để cùng nhau tổ chức một cái tour du lịch cho những cái người ban lãnh đạo của Hội Đầu bếp Thế giới. Họ về đây, họ giúp chúng ta quảng bá cái ẩm thực Việt Nam. Trước tiên là họ phải trải nghiệm được cái ẩm thực của chúng ta và họ đánh giá khách quan về cái ẩm thực của chúng ta trước. Sau khi mà họ đã đi một vòng đất nước của chúng ta rồi thì những người đó sẽ là những người truyền đạt rất là tốt cho cái ẩm thực của chúng ta. Thì những cái thành viên tham gia trong cái tour trải nghiệm này là những cái ban lãnh đạo của Hội Đầu bếp Thế giới cũng như là chủ tịch của các nước là thành viên của Hội Đầu bếp Thế giới. Thì đây là một trong những cái chúng tôi đang lên kế hoạch
cũng như là tạo một cái trải nghiệm và một cái lịch trình cụ thể để cho cái việc chúng ta tổ chức cái việc này nó suôn sẻ cũng như là mang cái ý nghĩa sâu rộng. Xin được cảm ơn những lời chia sẻ vừa rồi của ông Phạm Xuân Vương, và Lan Nhi cũng xin được cảm ơn những lời chia sẻ của bà Nguyễn Thị Khánh cùng với ông Cao Siêu Lực đã chia sẻ những nội dung rất là hấp dẫn và thú vị trong tiêu điểm du lịch kỳ này.